Lái xe Huỳnh Thanh Tâm, trú tại xã ERV, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị đội cảnh sát giao thông công an thành phố Buôn Ma Thuột phạt hành chính 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng do có hành vi lái xe đi ngược chiều trên đoạn đường có biển báo cấm đi ngược chiều. Trước đó, lúc 20 giờ 20 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024, Huỳnh Thanh Tâm đã điều khiển xe khách mang biển số 50F05244 của nhà xe Tiến Oanh đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Cử, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.